Chào các bạn. Các bạn có ngủ ngon không nè? Giờ này ở bên Việt Nam là thì mình nghĩ là cũng 8 giờ sáng, 8 giờ sáng. Còn bên mình là bây giờ là 5 giờ tối. Bây giờ thì mình chuẩn bị bữa cơm chiều. Và sau đó cũng chuẩn bị phần cơm để ngày mai đem đi làm ở công ty để mình có cơm trưa mình ăn. Cuộc sống của mình thì cũng là những bữa ăn ở trong gia đình, hầu hết là 90% là mình ăn cơm ở nhà đem đi làm ăn. Hầu hết các bạn đồng nghiệp của mình ở công ty đó, các bạn người Mỹ thì người ta thích ăn những đồ hộp, họ vào các siêu thị họ mua những cái đồ hộp mà người Mỹ người ta chế biến ra sẵn rồi, đã thành 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 phẩm đồ ăn rồi, họ đông lạnh rồi họ mua về. Họ bỏ ngang đá rồi họ đem đi làm, rồi xả đá ra rồi họ bỏ vô lò vi ba họ hâm lên. Thì tất cả các bạn thấy cơm á, ngay cả cái cơm của Hàn Quốc á, cũng để nhập qua tại bán ở Costco của người Hàn Quốc, cơm trắng á, còn đã gì còn đã còn giữ bảo quản, thì huống hồ chi là những cái đồ ăn của Mỹ thì đồ hộp nè, nằm trong nằm trong cái tủ tủ bằng nhôm nè, rồi đồ hộp nằm trong giấy carton nè, thì những cái đồ đó nó có chất bảo quản, nếu không thì đồ ăn nó sẽ bị thối, mà các bạn lạm dụng, người ta ăn lạm dụng những cái đồ chất bảo quản nhiều quá nó cũng không tốt các bạn. Tại sao mình không ăn đồ tươi mới? Người Việt Nam thì mình thì lại thích ăn những đồ ăn mà phải nấu ăn ở nhà thì nó organic, nó tươi mới, nó ngon hơn, nó không có chất bảo quản cho nên mình không để lâu được. Mình nấu ngày hôm nay thì ngày mai mình phải ăn. Nếu cao lắm thì để qua ngày mai cũng không sao, nhưng mà đừng để đồ ăn trong tủ lạnh quá 2 đêm hay là quá 3 đêm, như vậy thì đồ ăn nó không còn tươi và nó đã biến biến đổi cái chất dinh dưỡng nó thành không còn chất lượng nữa mà nó giảm phần dinh dưỡng nó đi. Thì mình chia sẻ với các bạn là mỗi bữa cơm của mình hay ăn ở nhà và đem đi làm, ngoại trừ cuối tuần kẹt lắm đi đâu chơi thì mình ra ngoài mình ăn thôi. Thì bữa cơm như thế này mình sẽ chia sẻ với các bạn đồng hành với mình nha. Thì mình hôm nay thì mình không có cầm thối thủy tinh. Mình bỏ trong thố nhựa. Mình có cái thố này mình mua của người Nhật bán ở chợ Nhật luôn. Thì mình cứ đựng cơm ở trong đây các bạn đó, mình đựng cơm đây, mình bới rồi mình đựng cơm đây. Thì cái này tính ra thì mình cứ cho là nửa chén đi, tại mình không có bới nhấn vô thì nó rất là xấu đó. Cơm nó bị cục mà giống như cơm nắm vậy các bạn, cho nên mình đó. Thì cơm này là gạo 2023 của Thái Lan, nhập qua bán tại các siêu thị của người Việt Nam mình. Đây các bạn, đây là New Crop nè, New Crop là gạo mới nè, nhập qua Mỹ bán 2023. Gạo 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 này là gạo Jasmine, gạo nặng hương. Ở nhà mua khoảng chừng 50 pound các bạn, khoảng hai mấy ký các bạn. Đó 23 ký rồi mua về xong rồi dục vô đây, cũng có cái lon sữa bò bên này, sữa ống thỏ các bạn. Mình ở nhà uống xong rồi mài ra lấy làm cái lon đông giống như kiểu Việt Nam các bạn ha. Đó là gạo nàng hương đây, nàng thơm nàng hương gì đó, nó không có thóc, nó không có gầm mọt gì đó, rất là chất lượng các bạn. Gạo Thái Lan thì quá quá good rồi. Ở đây là cái món mà mình ăn chiều nay. Cái đây là cái ngăn đồ ăn mình ăn rồi sau đó mình bới cơm riêng ra. Đây là cái món là su su xào chung với cà rốt. Còn cái này là thịt kho măng. Thịt kho măng và đậu và trứng, nhưng mà mình sinh mẹ mình á là không ăn, mình không thích ăn thịt 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 mỡ các bạn, mình không ăn thích ăn mỡ, da heo mình cũng không ăn mà mỡ cũng không ăn, cho nên mình trứng thì mình không ăn chồng đỏ, mình ăn cái chồng trắng thôi. Thế nên mình gỡ chồng đỏ ra mình chỉ đưa cho mẹ vợ mình ăn, giao hết cho mẹ vợ mình, còn mình chỉ ăn chồng trắng thôi. Đây là măng, mẹ mình ăn là xà kho với măng á, là thỉnh thoảng mình không ăn măng nhiều thì sợ mình nhức mỏi cho nên mình cũng ăn chút thôi, nhưng mà lâu lâu mình thèm quá thấy mẹ nấu ngon quá cho mình xin. Nhưng mình không ăn nước, cái nước thịt kho nó mỡ nhiều cho mình ăn khô thôi. Ở đây thì mình có kêu mẹ mình á, nhờ mẹ mình kho đậu hũ chung với nấm. Đây là nấm đó các bạn, tay mình không dơ đâu các bạn ha, tay tay của mình mà đồ ăn của mình mà, tay mình có sạch rồi cho nên mình lấy khỏi đi đũa mình chỉ. Thì cái này là nấm đó các bạn, nấm đùi gà rồi mình kho với đậu hũ đó, thì mình ăn chung với cái này. Thì bên cạnh đó thì cá này cá hồi,
cá hồi nó lại đặc biệt là nó nằm bên hông của con cá các bạn, nó có mỡ. Các bạn thấy cái thứ cá hồi không, nó mỡ nè, đó mỡ đó, đó cái mỡ các bạn thấy rõ không? Chứ nếu mà cá hồi mà cái loại mà bên cái thân chính giữa thì nó cứng ngắc à, nó cứng. Còn này ở bên bên hông của con cá nó có mỡ, nó rất là mềm, bạn cắn vào cái mỡ nó chảy tan cái miệng, nó rất là béo. Thì bữa ăn vậy thì mình thì ăn chỉ là vậy thôi, mình không ăn thịt bò nha các bạn, mình không ăn thịt bò. À mình ăn được nhưng mà hình như là một tháng hay 2 tháng mình ăn một miếng thịt bò chút xíu vậy thôi, chứ mình không có làm dùng thịt bò. Thì rau xào cũng không đủ đối với mình nữa, cho nên mình phải ăn thêm dưa leo. Không phải, cái này là đậu ve mà mình luộc với broccoli. Cái này là cải bắp xanh đó, cái này mình không biết tiếng Việt Nam nó gọi là gì, cái này là bông xanh đi, cải bông xanh cùng với broccoli đó. Thì tí mình bới chén cơm mình ăn chung với 1, 2, 3 món, một món xào, món luộc, một món chiên và một món kho. Đó là bữa cơm của mình. Còn khi đi làm thì hồi như nãy mình múc cơm á các bạn, thì mình múc cơm thì bỏ đây, cái này cái phần ngày mai mình đi lên công ty đây đó. Đây cơm của mình đây, thì cái phần cơm của mình đây là 2 phần cơm trắng động cộng lại, nếu mình nhấn xuống thành một chén đó các bạn ơi, mình ăn chút xíu thôi. Ở đây thì bông cải xanh mình mang theo. Cái này là măng, cái này là cọng măng luộc, nhưng mà mẹ mình luộc cái cây dài lắm, nhưng mà mình lựa cái đọt mình ăn thôi, còn cái thân ở dưới mẹ mình ăn, chứ mình không có ăn cái thân ở dưới nó cứng ngắc mình không thích. Ở này là đậu cua ve các bạn, đậu cua ve đó, đậu cua ve cũng thì cũng như cái món cũ, mình cũng lấy cái nấm chân gà với măng và một chút xíu đậu hũ kho. Đây các bạn, đậu hũ nè các bạn đó, đậu hũ này mua của chợ tàu chứ không mua trong Costco nó không bán đậu hũ này, nhưng mà mình kho á, dầu á, mình ăn đậu hũ nó bọng như thế này thì nó thấm vô, nó có mùi dầu nó thơm. Còn đậu hũ trong Costco mình chiên lại thì nó không có thấm, cho nên ăn nó ngán thỉnh thoảng thôi đó. Thì cũng su su các bạn, thì cũng su su xào hai cái giống nhau, hôm nay ăn ngày mai ăn lại cũng không sao, nó là rau mà. Thì đó, thì bữa cơm của mình chia sẻ các bạn là hôm nay là ăn buổi chiều và ngày mai mình ăn ở tại công ty đó, là phần của mình như vậy. Rồi sau đó mình lấy cái nắp mình đậy lại, cái này là phần cơm nó nguyên cái khay giống gì nè các bạn đó. Và các bạn thấy không, thì bây giờ mình làm xong á, mình hồng nồi niêu xong chảo, mẹ mình nấu, mẹ mình xào, đây cái chảo, cái nồi còn để đây đó, cà men mẹ mình bỏ vô đây rồi. Mẹ mình làm xong rồi thì nhiệm vụ của mình á là khi mình người, mẹ mình làm rồi thì mình nhào vô mình rửa phụ mẹ mình, có nghĩa là người nấu thì người dọn dẹp và người rửa, thì đó là cho mẹ mình đỡ mệt, tại vì mẹ mình giữ con của mình, thì mình là con rể mà, mình nhào với bếp, mình chia sẻ, mình phụ giúp, thì điều đó mẹ mình đỡ mệt, mẹ phải lo cho lo con mình nữa, cho nên nhiều thứ phải lo, nó bộn bề, cho nên người này làm này thì người phải giúp cái người kia, có qua có lại các bạn ha. Đây con trai mình ăn cơm chiều đây, đi học về rồi, tắm rửa, bà ngoại tắm luôn, không biết chừng nào mới biết tắm đây, kêu bà ngoại tắm hoài. Ăn cơm ngon không con? Dạ. Ăn cơm mau lớn nha, ăn cơm mau lớn, học giỏi nha, nghe chưa, học có giỏi không? Yeah, ok, con ăn ngon miệng nha. Bye bye các bạn. Rồi, có công chúa đây. Cô công chúa 21 tháng hả má? Rồi, 21 tháng tuổi đây. Đó, cũng có thế giới riêng của cổ đây. Đó, Jingle Bell rồi, ngay tự động lướt sóng, tay kéo vẹt 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 luôn. Đó, thấy không? Gớm ghê chưa, tay chân kéo hả, mạng lướt rồi kéo skip ad, rồi mỗi lần có quảng cáo là bà chấm vô cái nút quảng cáo, bà ghét bỏ quảng cáo bà tự chấm luôn, chỉ vài lần mình làm bà bắt trước luôn. Lúc đầu thì nhờ bà ngoại kêu bà ngoại đó, thấy tay lướt không, thấy đẩy tay lên không đó, cái này là đẩy tay chọn đó, chấm vô chọn đó, thấy chưa, cũng đâu phải vừa, cái này là hàng dữ đó, coi đó mà cái tay cái giờ hả kéo lên để tìm cái nào mình thích cái chấm vô. Rồi thường bạn coi trong YouTube nó có cái chương trình quảng cáo các bạn, nó mà nó tiếng Mỹ nó gọi là nó có để cái chữ là skip ad. Skip ad nghĩa là bạn skip qua cái quảng cáo đó đi. Thì cổ không thích cái quảng cáo, mỗi lần là cổ chưa biết thì cổ kêu bà ngoại hú ao ớ. Cổ thấy bà ngoại làm nhiều lần cái rồi, tự động làm luôn. Không kìa bà ngoại nữa. Đó, coi kìa. Đó con trâu con đó. Cuộc sống thì có nhiều bề bộn mà mọi thứ phải lo. Thì ở đâu cũng vậy các bạn, mình ở Việt Nam cũng vậy, hay là ở Mỹ cũng vậy, thì mỗi ngày nó đều là sinh hoạt như vậy. Cái vấn đề là mình phải cảm nhận nó là niềm vui, bởi khi mình không vui thì mình không làm được gì cả. Thì phụ giúp nhau, về nhà các bạn
cũng nghĩ rằng một điều như thế này nè, các bạn đi làm về rất mệt đúng không? Mình là đàn ông mà, mình làm công ty, mình làm ở hãng xưởng hoặc là xí nghiệp nào đó, mình không cần biết. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, vợ bạn cũng đi làm, hoặc vợ bạn không đi làm. Mà nếu mà về nhà mà thấy vợ vừa lo cho con tã sữa rồi cho con ăn, tắm rửa cho con, mà nồi niêu cơm nước nấu xong rồi, như đống nồi niêu hay là chén bát để trong trong cái bồn rửa chén nó chồng chất lên, hay là một đống đồ chưa có giặt nữa. Thời buổi này thì tân tiến rồi, sạc bẫy máy giặt. Nhưng mà đừng tưởng nha, máy giặt nhưng mà mình phải khiêng đồ bỏ vô giặt rồi, rồi khi mà giặt máy sấy, máy giặt xong rồi phải chuyển đồ qua máy sấy nữa. Đó cũng là một công việc, nó cũng là một sự cực nhọc, moi ra móc vô rồi bỏ vô, nó rất là cực. Các bạn giặt đồ mà các bạn mới biết nó rất là nặng, tại khi mà các bạn giặt xong nó nước á, nước nó còn động làm nó sấy, là mình phải khiêng qua cái máy sấy, nó rất là nặng. Rồi cái nhiều khi cái máy giặt nó rất là sâu. Mẹ mình nhiều khi chui vô không đứng cái lưng mới chui xuống dưới mà móc từng cái đồ nhỏ nhỏ từ dưới đáy mà móc ra để mà bỏ sấy, thì những cái phần nó rất là cực. Cho nên nhiều khi nhiều những thứ quá mình làm việc, các bạn biết mình làm 10 tiếng, mình làm tới 10 tiếng mỗi ngày ở công ty. Cho nên buổi sáng là 2:30, 2:30 buổi sáng mình đã thức dậy. Một ngày mình cày tới 10 tiếng, rồi đón con đi học về, rồi tới cái đùi kiểm tra bài vở con cái, rồi mọi thứ nó chồng chất hết. Nhưng mà cái điều đó nó không gây cho mình áp lực, bởi vì công việc trong nhà mình bây giờ không phải là 5 người nữa mà 6 người, ba mẹ mình, hai đứa con với vợ chồng mình nữa. Cho nên nếu nó 6 người thì có những thứ nó phát triển ra, nhiều thứ phải cần phải giúp đỡ và phải phụ giúp nhau. Như giờ như mình nè, thì bây giờ mình làm xong, các bạn thấy mình, các bạn đi làm về thấy một đống chén đó, các bạn đừng để cho mẹ vợ mình rửa, hay đừng để cho ba vợ mình rửa, mình nhào vô mình rửa, tại vì cơm đâu có ăn. Mà các bạn đừng nghĩ đó là bổn phận của người phụ nữ, hay là bổn phận của ông bà phải làm, là ông bà phải làm, tôi là nhiêu đó thôi. Trong cuộc sống chia sẻ không có chữ bổn phận, mà nó cùng có một cái đồng điệu hợp tác. Giúp qua thì người này mình giúp rửa cái chén, rửa cái nồi niêu cho ba mẹ vợ mình, nhưng mà ba mẹ vợ mình sẽ thấy cái điều gì đó, cần cái gì đó sau này sẽ giúp đỡ lại mình. Trong công việc nó có sự bảo hòa, đúng không các bạn? Chứ không phải cái đó là khâu rửa chén của bà, hay là cái này là của tôi, không phải vậy. Mình lại rửa chén úp vô xong, nhiều khi quần áo của mình bây giờ mình để trên lầu, vợ chồng mình thay ra đâu dục đem xuống dưới, từng cái mất công mình để nguyên cái thùng giặt đồ, để cho đồ dơ để trên lầu. Mà hồi xưa mình đâu có phát hiện một điều, mẹ mình đi lên lầu khiêng xuống. Thì có những thỉnh thoảng mình không nghĩ tới điều đó, nhưng mà từ giờ tới đi á, thì mình đi thấy nó tràn ra mình khiêng xuống. Trước khi mình đi ngủ á, các bạn biết không, mình bỏ quần áo của mình vô máy giặt mình giặt. Thì nó giặt tiếng máy xong, nhưng mà tới sáng mình thức dậy, cơm nước các bạn thấy không, mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Sáng thức dậy đâu có lo gì nữa, tại vì mình đã chuẩn bị bây giờ. Không, nếu không sáng mình lục cục mình chuẩn bị nó rất là cực, mà gây nó ồn ào xung quanh, cái người xung quanh người ta cảm thấy không có vui, giấc ngủ nó bị phá đi. Cho nên mình đã chuẩn bị sẵn, và sau đó mình bỏ vô cái tủ lạnh. Đây cái tủ lạnh của mình, đây là tủ lạnh của mình bỏ vô đây đó, đây là tủ lạnh của mình bỏ vô đây. Ở nhà thì mình làm chuẩn bị sẵn thì mình đỡ cái mệt. Mình sáng thức dậy thì mình bỏ cái quần áo mà mình giặt rồi á, mình chuyển qua cái máy sấy. Thì khi máy sấy, mẹ mình thức dậy lo cho anh Thư, lo con gái mình ăn uống xong xuôi. Anh Tuấn đi học rồi mình không nói, anh Tuấn học một ngày 7 tiếng cho nên bà ngoại không lo, nhưng mà lo cho con gái mình rất là cực, ăn uống ha, tã sữa, em bé mà nó còn nhỏ mà. Thì bây giờ bà ngoại mình thấy sấy đồ xong, bà ngoại mình bỏ vô rồi, bà ngoại mình để đó, chiều về là mình tự đi xếp thôi. Tại vì đồ của mình bà ngoại không có đụng vào, không có xếp, mình tự xếp, mình tự treo lên. Thì các bạn thấy không, nếu mà các bạn có chồng có vợ thì các bạn kêu vợ mình, nếu mà sống chung với cha mẹ thì các bạn phải phụ giúp, không ai ở đợ mình đâu, mà mình cũng không ở đợ ai hết. Cuộc sống nó không phải là chuyện ở đợ, mà là chia sẻ. Mỗi người có một bổn phận, nhưng mà sự bổn phận đó nó sự bảo hòa, giúp qua giúp lại đó. Giờ mình lấy cơm xong và mình phải bỏ tủ lạnh này, như nhà mình này. Các bạn thấy cái tủ lạnh này không? Hai cái cánh cửa màu hồng, hai cửa này nè, là của ba má mình, của vợ mình. Cái tủ lạnh dưới đây là của bé Tuấn và Thư. Tại Thư còn nhỏ quá cho nên mình chưa mua cho Thư cái tủ lạnh riêng. Cái tủ lạnh là của bé Tuấn. Đó, Tuấn cần ăn gì thì Tuấn vô thì Tuấn lấy. Tuấn không có xài trong tủ lạnh này. Tủ lạnh này là của vợ mình, ba mẹ vợ mình và mẹ mình. Còn cái này là của riêng mình. Tại vì ví dụ như là đồ ăn của mình chuẩn bị thì mình bỏ vô đây, đồ nào của mình thích thì mình bỏ đây,
thì mình không có đụng cho chỗ này. Đó, thì đây là tủ lạnh của mình. Cơm nước hay cái gì đó mình bỏ vô đây các bạn. Cà phê các bạn thấy không? Mình pha xong mình để vô đây. Đó, ví dụ như là mấy cái đồ ăn của mình, mấy này hết rồi, mình chưa có châm. Đó, cơm ví dụ như cái này là mình làm xong nè các bạn. Ví dụ đi ha, cái này cơm làm xong rồi nè. Đây. Rồi, các bạn thấy không? Bây giờ mình đậy vô. Rồi, mình ví dụ như he các bạn, mình bỏ vô đây. Rồi sáng thì mình lấy. Sáng mình thì bao lông mình để thẳng nè, hoặc ở nhà mình có bao lông để nè. Đó, đây là bao lông nè. Đó, rồi mình lấy mình đi thôi. Cà phê thì có sẵn rồi, đổ vô bình, đầm đây làm uống, không cần lo gì hết. Chạy xuống có xấy đồ cũng không sao hết, mình có nhiều thời gian. Mình sắp xếp công việc nhà nó giống như công việc ở công ty của mình làm. Mọi thứ đều có trình tự. Cảm ơn các bạn đã xem chia sẻ của mình. Rất là bình thường, cũng như bao người đàn ông khác lập gia đình, ở chung với cha mẹ vợ hoặc là ở chung với cha mẹ ruột của mình. Cha mẹ nào cũng là cha mẹ thôi. Hồi nãy là mình nói ra không phân biệt cha mẹ nào hết. Bạn phải giúp đỡ. Bạn không giúp đỡ người cha mẹ ruột mình hoặc cha mẹ vợ mình thì cuộc sống nó xáo trộn. Không nảy ra cái này cũng nảy phát sinh ra cái khác. Chúng ta cùng nhau kết nối, yêu thương và chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành và một buổi tối vui vẻ sum vầy với gia đình và ngủ thật ngon giấc. Chào.